tiên là cái này là cái gọi là slide giảng rất là hay, thì nó giúp cho em biết được in nói đó là tiếng Anh rồi cái cách diễn xuất để em bốc là diễn viên biết cho em được em học thì hồi hôm qua, nhưng mà đến tới đây thì em cũng không nhớ, tại vì dai em là dai ngu nên nó dễ, tại vì có mấy dai cũng khó. Với lại em cũng xin cảm ơn cô đã suy nghĩ ra cái bài giảng này để giúp tinh thần tụi em có thể tự tin, can đảm nói chuyện trước đám đông, diễn xuất trước đám đông và